Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5+2 các bạn nhé. 7 chỗ ngồi các bạn, đăng ký là 7 chỗ ngồi nhưng nó là 5+2. Đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Honda CR-V. CR-V có phiên bản L và phiên bản G, thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý bạn là phiên bản L các bạn nhé. CR-V L phiên bản 1.5 turbo sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là nhập về cuối năm 2018, đăng ký năm 2019 các bạn nha. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 5 vạn km rồi, tất cả là còn nguyên bản này, nguyên bản từ dàn lốp của xe các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ. Và nguyên bản chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi còn chưa có dọn, chưa có rửa xe đâu. Tôi đem nó, tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 790 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản L này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản L 2019 này, model 2019 này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản L 2019 này quý bạn nhé. Chiếc xe này được đăng ký là màu bạc quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới, quý bạn xem bên ngoài thì biết đấy ạ. Chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi đem ra đây, tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem đấy ạ. Nó còn nguyên bản, đến chúng tôi còn chưa rửa, chưa dọn dẹp gì đâu các bạn nhé. Đấy, còn nguyên và rất đẹp đây các bạn này. Tất cả là còn nguyên bản luôn nhé. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn này. Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe thì các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn LED rồi. Hệ thống đèn là full LED nhá, và rất là đẹp này. Đến đèn gầm cũng là đèn LED luôn này. Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp này. Chưa có rửa gì đâu, chưa có dọn gì đâu mà nó đã rất đẹp như này rồi các bạn ạ. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhá. Đấy. Và đã có bậc cửa rồi các bạn này. Đấy, dàn lốp còn nguyên bản theo xe này, đét lốp 2018 này. Đét lốp là sản xuất cuối năm 2018 luôn quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ cái dàn lốp này là còn nguyên bản này. Rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Xe này cũng đã được trang bị dàn lốp nguyên bản của xe là Michelin rồi các bạn nhé. Nhìn về cái phần đằng sau thì các bạn thấy đây ạ. Cụm đèn hậu cũng rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đều đẹp luôn, đều mới luôn quý bạn nhé. Từ logo này cho đến những cái phần chữ đều rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản động cơ 1.5 turbo các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc này. Và nhìn về đằng sau thì các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là camera lùi và cảm biến lùi rồi các bạn nhé. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì cả, cho nên là nó chỉ hơi bẩn một chút thôi, chứ không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe này, đều 2018 này. Đét là tuần 44 năm 2018, tức là cái dàn lốp này được sản xuất cuối năm 2018 các bạn nhé. Đấy, đét lốp là 2018 này. Đấy, và còn nguyên bản luôn. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, đề nổ, start top. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu cho chiếc Honda CR-V phiên bản L này thì cũng rất là tiết kiệm các bạn này. Đấy, chỉ 5,7 lít cho 100 km ngoài đô thị. Trong đô thị là 8,9 lít, nhưng nếu kết hợp chỉ 6,9 lít km cho 100 km quãng đường kết hợp thôi các bạn ạ. Động cơ 1.5 lít và động cơ turbo các bạn nhé, rất là khỏe và lại tiết kiệm nhiên liệu. Nhìn về bên ngoài, chiếc xe rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn này. Xe được trang bị đầy đủ các option, nhìn đằng sau là thấy luôn có cả đuôi gió này, giá nóc đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé.
không những đầy đủ option và rất là đẹp rồi các bạn ạ. Nhìn về ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Thì trước tiên tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái cho quý bạn cùng xem đây ạ. Toàn bộ keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên và còn rất đẹp các bạn nhé. Chỉ có hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp thì thôi các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Nội thất da cao cấp nguyên bản mà Honda cũng đã dành cho chiếc CR-V 2019 này rồi, với ghế chỉnh điện luôn các bạn nhé. Ghế chỉnh điện 8 hướng này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan các bạn nhé. Đấy, nhập khẩu bởi Honda Việt Nam. Và đây, năm sản xuất 2018 này, CR-V này. Đấy, Thái Lan đây các bạn này, sản xuất tại Thái Lan này, 2018 nhé, sản xuất cuối 2018 và đăng ký năm 2019. Đấy, cái phiên bản L này thì đầy đủ hết cả rồi các bạn này. Cửa nóc, đấy, cửa nóc to panorama. Đấy các bạn nhé, tôi mở to hẳn ra đằng sau luôn. Rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Thiết kế của chiếc xe CR-V này cũng được kết hợp giữa vân gỗ này và phần da cao cấp này. Đấy, vô lăng bọc da này, thiết kế rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Từ keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản luôn, táp bi còn nguyên này. Chủ xe cũng đã trang bị lên cái lót sàn 3D rồi các bạn nhé, rất là đẹp này. Nội thất đằng sau này cũng còn rất là mới, vì đằng sau này ít người ngồi hơn cho nên rất mới. Chỉ có điều là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, chưa có rửa ráy gì thì nó hơi bẩn một chút các bạn nhé. Đấy, cửa sổ panorama đằng sau này đều rất là đẹp nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, thời tiết hôm nay thì rất là nắng nóng quý bạn nhé, cho nên là ngồi lên xe nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ đóng cái cửa nóc này lại này, chỉ để mở cái cửa panorama đằng sau này thôi. Đấy, để lấy ánh sáng nhé. Màn hình giải trí đa phương tiện này, ZTEC, màn hình này là màn hình Android rồi các bạn nhé. Màn hình Android tích hợp camera lùi. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control các bạn nhé. Sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, đầy đủ hết cả sang số thể thao trên vô lăng rồi các bạn nhé. Và đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây ạ. Chiếc xe lăn bánh từ năm 2019 đến bây giờ đã là 5 vạn km. So với những chiếc xe tầm hạng trung thì là chiếc xe này chạy cũng ít các bạn ạ. Đấy, chạy rất ít các bạn nhé. 2019 tính ra bây giờ cũng đã lăn bánh được gần 4 năm rồi. Mỗi một năm có hơn 1 vạn km thôi các bạn ạ. Rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ táp bi, táp lô, đấy, đều rất mới, rất là đẹp. Và với thiết kế này thì rất đẹp các bạn nhé. Thiết kế rất là đẹp và rất sang trọng đây, kết hợp với những cái vân gỗ này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, start top này. Điều hòa tự động, hai vùng độc lập này. Và phanh tay điện tử này. Đấy, có cả auto hold các bạn nhé, phanh tay điện tử rồi các bạn nhé. Chế độ tiết kiệm nhiên liệu này. Đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và bạn cùng xem. Cốp sau này cũng là cốp điện các bạn nhé. Chúng ta có thể bấm trên chìa khóa, hoặc tôi không cầm chìa khóa ở tay thì tôi bấm trực tiếp ở trên xe luôn các bạn nhé. Và cái xe này thì tôi cũng vừa mới mua về được, tôi còn chưa có dọn đồ ra các bạn này. Vẫn còn nguyên của chủ xe luôn, chưa có rửa ráy gì đâu các bạn ạ. Vừa mua về như nào là tôi để nguyên như vậy, tôi đăng cho các bạn xem đấy nhé. Và phiên bản này là phiên bản 5+2. Đăng ký trên đăng ký là 7 chỗ ngồi các bạn nhé, cho nên có thêm một cái hàng ghế sau. Nếu chúng ta không sử dụng cái hàng ghế sau này, chúng ta có thể gập lại như thế này thì được cái khoang hành lý rất là rộng quý vị và các bạn ạ. Đấy, và nhìn về đằng sau này rất là thoáng luôn các bạn nhé, rất là đẹp đây. Nội thất rất mới, chiếc xe này chúng tôi mà dọn dẹp sạch sẽ đi thì nó rất đẹp, rất là mới các bạn ạ. Tất cả từ những keo chỉ ở cái cốp sau này, keo chỉ là nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Riêng về phần đâm đụng hay là va chạm thì tôi cam kết với quý vị và các bạn luôn ạ, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, và tất cả còn rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, những cái phần bên dưới này còn chưa dùng đến còn đẹp luôn các bạn này, mới tinh luôn các bạn này. Lốp sơ cua cũng còn rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua ở đằng trong này rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Bản L này thì xe cũng đã được trang bị là cốp điện rồi các bạn nhé. Đấy, trên bản L này thì có cốp điện rồi.
Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết. Đấy, bẩn chung là tôi chưa có dọn rửa gì cả cho nên nó hơi bẩn một chút các bạn nhé. Đấy, nhưng cơ bản là còn rất mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Quan trọng nhất là về cái chất lượng của xe, chứ còn nếu như mà nó xấu, có rửa ráy dọn dẹp nó cũng không đẹp lên được đâu ạ. Đấy, bậc cửa thì chủ xe cũng đã dán bậc cửa chống trước rồi này. Đấy, và nội thất nhìn về đằng sau này rất là mới luôn quý bạn nhé. Mới ở cái, quý vị bạn xem về cái phần da này, nó sạch, nó khác với lại là nó mới các bạn nhé. Kể cả là nó cũ, nó xước, nó nhàu rồi, dọn nó cũng không bao giờ đẹp lên được đâu. Còn nhìn thực tế, đây là những cái vết bẩn mà sử dụng hàng ngày. Đấy, những cái vết bẩn này sử dụng hàng ngày, chúng ta có thể đánh rửa thoải mái, dọn dẹp một phát là nó sạch luôn. Đấy, chứ còn nếu như mà nó nhàu rồi thì không thể làm đẹp được các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Cửa sổ panorama này. Đấy, dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ ba đây. Đấy, dàn điều hòa trên trần rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ của cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này, táp bi rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị va chạm gì bên ngoài, bên trong cũng chưa có xước xát gì đâu các bạn nhé. Còn rất mới, rất là đẹp, đẹp từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, vô lăng, cần số này đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và cái bộ ghế, ghế da cao cấp nguyên bản của xe này chưa có bị móp gì đâu, chưa có bị xước sát, chưa có bị nhàu đâu. Các bạn xem là chạy nhiều hay chạy ít, các bạn xem những cái má ghế này là chúng ta có thể đoán được chiếc xe còn đẹp hay không. Và đây là những cái đồ mà chủ xe đang sử dụng đây, chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có bỏ ra cái nào các bạn nhé. Tôi vẫn để nguyên như vậy đấy ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết từ lúc vừa mua xe về các bạn nhé. Chưa có dọn dẹp gì đâu, vẫn còn đồ này chúng tôi còn chưa bỏ ra. Đấy, đồ đạc là chưa có bỏ ra đâu các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V 2019 này là một cái khối động cơ xăng turbo 1.5 lít các bạn nhé. Đấy, động cơ VTEC turbo này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Còn nguyên bản đấy, chúng tôi chưa có dọn rửa một tí nào các bạn xem này. Nó còn bẩn nguyên đây các bạn nhé. Đấy, còn bẩn nguyên này. Chưa có rửa một tí nào đâu các bạn nhé. Đấy, bây giờ nếu như chúng tôi dọn dẹp cái động cơ này đi thì nó sẽ rất là mới đấy các bạn nhé. Vì chiếc xe mới lăn bánh có 5 vạn thôi, cho nên là tất cả về cái động cơ này nó còn rất là mới, rất là đẹp đây các bạn này. Tất cả những cái ốc chân máy này là còn nguyên bản hết các bạn nhé. Còn nguyên tem 7 màu của nhà sản xuất ạ. Những chiếc xe Honda thì đều được chấm sơn rất là kỹ các bạn nhé. Còn nguyên bản hết đây. Tôi sẽ cố gắng quay thật sát, thật chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem này. Tất cả những cái ốc này, tất cả những con ốc ở trong khoang động cơ này là nó còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo. Đấy, còn nguyên bản này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, đến keo chỉ cabo còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, những cái tem ở trên cabo này là còn nguyên hết này. Chưa có một dấu vết nào của việc đâm đụng hay là va chạm xước sát gì ở cái cabo này các bạn nhé. Ốc còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên. Không những nó còn nguyên bản và còn rất mới, rất đẹp như này đây các bạn nhé. Đấy, chiếc xe mới lăn bánh có 5 vạn thôi. Gần 4 năm sử dụng mà mới lăn bánh có 5 vạn km thôi. Quá là ít các bạn nhé. Rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda CR-V phiên bản L 2019 lăn bánh hơn 5 vạn km này các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 790 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản L 1.5 turbo 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn.
hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.